Và đây sau khi tháo ra hết nha mọi người, thì mình đã nói từ lúc đầu á, không, cái này là nứt nó gãy hết rồi nè, đó nó gãy nó bung ra mối rồi nè, mình mới gãy mà nó bung rồi nè, giờ đốt hết bớt cái keo đi, đó. Đánh bóng mọi người đánh cái này không khéo nó lủng luôn ấy. Rồi mình giờ sẽ gỡ cái pháo ra nha mọi người, gỡ cái pháo này ra. Làm cái pháo mới đó, mình làm sẵn cái pháo mới này bỏ vô. Nói chung là cái hàng này là thấp tuổi hơn hàng của mình, nhưng mà không sao cả, mình làm có bao nhiêu đâu mọi người, không thấp thấp chứ cũng không bao nhiêu hết đó, nhưng mình làm cho khách mà đó, vũa cho nó ok hết, bỏ vô đây vừa lọt nè mọi người, nên nhớ là bỏ vô đây vừa lọt nó không bị sụt sịch qua lại này nha. Đó rồi, đỡ vô, canh đỡ vô hàng sao mà cái này này nó nằm đúng trọng tâm với nó không bị sụp xịt đó, và nó đều nha mọi người. Ủa mình nãy vô không đỡ đâu, thấy ra đây đây đây, đỡ mình zoom lại, đỡ mọi người hàng sao mà canh nó vừa đủ không bị sụp xịt qua lại đó, như vậy là quá ok nha. Mình bỏ luôn đồ rồi à. Ủa cái này đâu phải, cái này mình xin lỗi nhầm đây đó, đâu rồi đó, bỏ vô xài cho nó khớp nè. Nói chung thì nó hơi ồn nên là anh em nào có xem được thì ấy, mà không xem được thì bỏ qua giúp mình nhé, lướt qua cho mình nhé, đừng có nói này nọ mình cũng hơi buồn nha mọi người. Tại vì mình làm video hướng dẫn cho người mới thôi, mình bỏ thời gian ra mà cũng đâu có lấy tiền bạc gì của anh em đâu à, mọi người xem được thì xem được thì đừng có nói này nói kia, thì cũng mình cũng hơi buồn, mình nói thật là hơi buồn á, nên anh em thông cảm nha. Đó rồi, cái pháo của nó là ngắn hơn cái pháo của mình luôn, làm dài mà cái này cũng chưa có được nè, chắc mình làm lại cái pháo khác đó. Ok ha mọi người, quá tuyệt vời luôn. Giờ bắt đầu bỏ vô hàng nha. Đó, rồi sau khi gướm rồi xong xuôi hết, mọi người bỏ con thi vô thì cái quẩy nó trước nó còn á mọi người, khỏi phải chăm vẩy vô đó, bỏ lên mình hàng thôi, chỉnh cho nó đều nha, trước hết là phải chỉnh cho nó đều nha. Đó, bỏ vô hàng thôi. Cái vàng của mình thì nó cao hơn, tại vì cái vàng này vàng xưa thì nó thấp hơn của mình. Anh em mới á thì đỡ lửa cho nó đỏ hết thì quẩy tự động nó rút nha. Đó, rút xuống rồi nè. Không, rút nó sập xuống rồi, thấy không? Đó. Rồi, xong một cái mình sẽ hướng dẫn một cái như vậy rồi nha. Chứ quay nhiều quá mất thời gian của mình làm nó lâu mọi người. Đó, là ok này. Thấy chưa? Là điều luôn nè mọi người. Sao nó mở vậy? Đây, đó. Rồi mình chỉ làm một cái mẫu thôi nha. Cái sau mọi người tự theo đó mà làm thôi. Rồi. Đó còn cặp này nữa. Thì như vậy là xong rồi nè. Còn mấy cái mối này nè. Mấy cái mối này chúc mình hàng lại nha. Mà chắc mình phải làm cái quẩy khác cho cái quẩy của mình hàng vô thì nó teo luôn cái này quá. Để mình nó hơi nặng hơn á. Đó. Quá tuyệt vời luôn, còn cái lỗ nó không đều hay là nó nhỏ hơn thì mình khoan ra, lỗ này mình làm nhỏ một xíu rồi mình đỡ vô thì nó vừa chặt luôn, nó không bị xịt qua xịt lại này đó, thấy không, nó không bị xịt qua xịt lại, khi mọi người đỡ cốt vô rồi nó không bị xịt qua xịt lại, như vậy là nó cứng rồi nè, thấy không, ngắt rồi sợ cốt qua nữa bao đẹp luôn. Rồi một cái chút mình làm xong mình sẽ thành phẩm cho mọi người xem. À em con đi học à? Sáng đi học con nói cháu đi sớm quá. À. Mới 6 giờ 25 phút giờ đầu nhỏ dậy. Chưa có bữa là 9 giờ nó mới đi học. Chứ sao sáng đi sớm vậy?
Dạ cho con gọi những đầu vậy. Ờ. À.